Chào bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói cái dự báo cái xu hướng về quảng cáo, xu hướng trong lĩnh vực quảng cáo trong cái thời gian sắp tới. Giờ này chúng ta đừng quan tâm về CTR, quan tâm về cái lượng hiển thị, lượng click vân vân. Những cái đó trong vòng 1-2 năm nữa nó sẽ không còn nữa. Nó không còn là quan trọng nữa. Chúng ta làm gì trong khi Google đã đưa công nghệ AI, tức là công nghệ trí tuệ nhân tạo vào đấy. Nó đưa vào trong quảng cáo từ rất là lâu rồi, chatbot vân vân. Đấy. Điều chúng ta cần quan tâm bây giờ là gì? Là CPA. Là CPA. Và cái giá của CPA. Đấy. Cốt lõi của CPA là bạn phải cài đặt, theo dõi những cái chuyển đổi. Nhắc lại là cài đặt theo dõi những chuyển đổi, ví dụ như là cuộc gọi này, chat này, from này, cái đơn đặt hàng này. Đấy, chính vì AI tức là trí tuệ nhân tạo nó được đưa vào trong quảng cáo, cho nên là khối lượng công việc nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên nó tăng lên ở mức độ là vừa phải thôi, tăng lên ở mức độ là yêu cầu cao hơn, chứ còn mọi thứ là đều tự động hết rồi. Một khi mà đã thành thạo thì cái việc mà chúng ta quảng cáo, cái việc mà chúng ta BR, việc mà chúng ta thúc đẩy thương hiệu nó sẽ rất là dễ dàng và hầu như là được tự động hóa. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.